Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Như quý vị và các bạn đã biết, hiện nay trong các chợ đầu mối cũng như siêu thị, việc gà vịt được làm sẵn cho người tiêu dùng đang được rất yêu chuộng. Vì vậy, ngày hôm nay Ngọc Lan đem đến cho bà con đó chính là máy vặt lông gà vịt OR55. Máy này sẽ giúp cho bà con tiết kiệm được thời gian, nhân lực cũng như nâng cao chất lượng của sản phẩm đầu ra. Quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Lan để tìm hiểu thêm về con máy này để có gì đặc biệt nhé. Máy được làm bằng inox giúp cho bà con đảm bảo vệ sinh cũng như chống oxy hóa, tăng độ bền của máy trong quá trình sử dụng. Về thông số của máy, máy sử dụng nguồn điện 220V, công suất 1.5 kW, máy nặng 55 kg, kích thước của máy là 60, 63 và 94 cm. Phần G của máy, đây là phần giúp cho nước khi quá trình hoạt động không bị văng ra ngoài, đồng thời là đảm bảo vệ sinh. Phần phía trong của máy có các núm cao su giúp đánh sạch lông ở trên gà và không gây tổn thương lên da gà. Máy sử dụng nguồn điện 220V nên bà con hoàn toàn có thể sử dụng công tắc này để ghim thẳng vô nguồn điện. Bên cạnh đó, phía dưới này chính là đầu ra của nước, giúp cho nước không bị đọng ở trong khoang gây hư hại trong quá trình sử dụng. Một số lưu ý khi bà con sử dụng máy, bà con cần phải đặt máy trên bề mặt bằng phẳng. Sau khi sử dụng xong, bà con hãy vệ sinh máy thật sạch để đảm bảo độ bền của máy. Đồng thời vào đó, máy chỉ sử dụng được từ 2 đến 4 con gà. Bà con không nên bỏ nhiều gà quá, tránh gây tổn thương gà. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay con máy vặt lông gà vịt OR55 này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc website để được đội ngũ kinh doanh tư vấn nhiệt tình hơn nhé. Hãy cho chúng tôi một like và một subscribe để chúng tôi có động lực sản xuất những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.